Cây Oro được người dân sử dụng làm thuốc từ rất là lâu đời. Tuy nhiên thì vị thuốc này từ xưa kia đã chỉ được sử dụng trong những việc điều trị những bệnh mà thường gặp. Ngày nay thì khoa học phát triển, Oro được y học nghiên cứu và cho ra đời nhiều bài thuốc có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo về cây Oro qua video này nhé. Theo đông y thì cây Oro có vị mặn, hơi chua, đắng, tính hàn, chủ yếu sử dụng chuyên về thổ huyết, chảy máu cam, tiêu thủng và thông sữa. Lá và rễ sử dụng để điều trị các bệnh về đường ruột. Rễ hơi đắng, có vị mặn, có tác dụng lợi tiểu, long đờm. Cây Oro có tính mát, có tác dụng làm tiêu sưng, tiêu đờm, hạ khí và giảm đau. Ở Trung Quốc thì người ta thường dùng rễ để điều trị bệnh về gan, bệnh hạch bạch huyết, đau dạ dày, u ác tính, hen suyễn. Liều dùng là từ 30 đến 60 gram mỗi ngày. Như vậy công dụng của cây Oro thì giúp cho ta thanh nhiệt, viêm tiêu, giải độc cơ thể, mát gan, hỗ trợ điều trị viêm gan, vàng da, điều trị đau lưng, đau xương, thấp khớp, hỗ trợ điều trị nước tiểu vàng, ho gà, hen suyễn, giúp thông kinh, ứ huyết. Cách sử dụng cây Oro như sau thì có hai cách sử dụng phổ biến, đó là dùng lá tươi hoặc là lá khô để sắc lấy nước uống. Cách thứ hai là lấy rễ của cây Oro tươi ép lấy nước uống. Liều dùng hàng ngày là từ 30 đến 60 gram đối với cây khô và từ 100 đến 150 gram đối với cây tươi. Có thể kết hợp Oro với một số vị thuốc khác. Để biết thêm thông tin chi tiết về cây Oro thì các bạn có thể đến với cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi vào số là 0904 079 719.